Đây đây đây. Có chục mẹ. Có chục con, có chục mẹ đó. Trời ơi trời. Đây nè, đây nè, đây nè, trong đây, trong đây. Đây này. Đây đây, nó bò vô đó. Quên quên. Lên đó đứng, mà lên đây nè, mình đứng mà canh hang. Nó qua mày đó. Nè, được không? Ừ. Cái gì? Cái hang đó. Hang đâu? Cái gì? Rồi, hang đâu mà. Cái hang hả? Nó qua mày đó tới. Đi chỗ khác nữa rồi. Nào qua đây nè. Bỏ đi chỗ qua đây cổ hang đó nè, bên đây cổ hang nè. Ừ ừ. Chạy qua nó đó. Hang đậu đó, cho cậu qua đi. Chào đi. Coi nha. Chào đi, tôi. Chào mày coi nó chạy sao nghe. Bây giờ tôi bắt không được, tôi lấy dép tôi đập. Đâu? Cậu sao lưng, sao lưng? Sao lưng nè cả. Đeo cái ống đi, tôi đi. Đây còn không? Chưa. Em lại, em lại. Xin tao khủng lồ, xin tao khủng lồ. Qua đó. Từ đó qua đó. Tao không coi được cái chục đợt. Ủa em qua đó. Dựng đội đó nghe. Ô cùng luôn rồi. Mày đạp xuống miếng nữa đi. Chồng 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 quay hết cưng hồng. Kìa kìa. Cái đuôi cái đuôi này. Đấy kìa kìa kìa. Đấy kìa. Kìa nó kìa. Kìa. Kìa nó kìa. Kìa. Mẹ hả? Mẹ hai đứa làm ơi. Con bự nhở. Anh hai rồi em út chi? Không có thằng lớn nữa. Kìa đó đó đó. Ủa. Mày mang ba cái con thai mà. Mày cái hang mẹ đi đưa đi hang này rồi. Cứu cuộc con bắt được con. Con này nó đi bên này nè. Có rồi hả? Cứu cuộc.
gì hả? Má mày lé rồi. Đâu? Đúng mẹ đâu? Biết. Đi chạy. Tới vậy. Nó mới. Sắn mới chịu à. Kìa kìa kìa, trả lại đó. Kìa, nó đâu kìa. Lại ba con luôn nha. Ông quay mắc cười quá. Cái chuột bự mấy con kia bắt hết rồi. Hai ba con. Ông nhìn hay ghê trời. Đưa hai ba cái đầu ra. Kìa 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 con nó kìa. Thấy con chuột mẹ đua bự á. Thấy con nó kìa đó, con nó kìa. Con nó đó. Con chuột mẹ. Tao thấy cái đua bự đó. Ê cặc mày nha. Mày. Đây. Mày mày mày. Mày. Chuột về là thằng con mà. Thế chuột về luôn mẹ thầy. Không. Con thằng đây. Thôi nó cháu ăn đi. Đây nè. Chắc chuột. Đó rồi đó, nhẹ cái đi quên. Nhẹ cái gì cái. Chạy ra đây làm sao? Ê. Ê. Bình gì đó. Ở trên con này nó vô nó hại con kia nó đào ra hai ba con luôn đi. Được đó.
cái hang này có nữa gì nè, cá không có, là cá không có rồi, cá có rồi tùm lum đó đó đó. Kìa nghe cái giò anh á hai. Chuột nhỏ, chuột nhỏ. Ở đâu hả? Nó chạy đâu quên sao đi. Trời ơi, chạy. Chạy lại đó. Kìa, ở đó vô đó được. Ừ đúng rồi. Tìm lại. Chưa này dính cái này thôi. Trời ơi, chạy. Trời mới chạy cái này ngắt kỳ thiệt. Tao lên nè. Tao đây đi. Vậy là con chuột kia nó vô nó hại chuột này đó. Rồi đâu đây. Cỡ bả nó mà bắt cái gì? Bắt cái gì mà lâu vậy? Rồi con lắm mà. Con nó chạy đi. Nhỏ này. Ừ, nhỏ xíu vậy đó. Còn bự nữa. Mình đó. Này coi chừng nè, nó chạy nè. Chết luôn rồi. Nó bắt chuột chết luôn. Đó đó thằng đó. Cái hạt ổng gõ, ổng gõ, ổng gõ. Coi nè nghe. Thấy cái giò anh đó, nó chạy qua giò anh đó hay. Rồi chết quen rồi, đứt đầu rồi. Trời ơi, sao mày tự ơi mày đi vô trong cái len tao chi hả? Vô. Có đâu nữa. Chỗ lên nè. Tới rồi. Ơi, nó khoan khoan. Từ từ. Đuôi gì? Ông sáng có một cái ẹp. Đấy còn đó. Còn 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 còn. Lấy cái lồng lại, lấy cái lồng lại. Sẵn đây, giữ nó chạy để nó chạy hết. Rồi vậy đó. Ơi. Dính rồi đó. Ủa, trời. Nó chụp chết luôn đó. Chết rồi. Chở lên. Qua bên chú tới. Chú bự á. Không. Nó qua bên đó. Ôi cái hang này nó
đi nữa kìa ông nội ơi. Có cái đùi. Cái đùi mà thấy cũng gom á. Cái đùi rõ ràng. Đủ kêu trống luôn lẽ giờ đào không có. Kìa, kìa cái đùi bánh kia luôn kìa. Nó để cái thu âm trong sao? Cái đùi chà bá luôn kìa. Trời ơi phải con chuột từ nãy không? Chim. Ba đó mà. Để. Nãy mà thả chuyện cho anh hai ấy, thì không biết ra gì. Ờ, thả vô mà điếm lại con, mất hình con. Còn trong á. Còn cái đùi, cái hồi nãy có cái đuôi nữa. Còn đi nữa. Báo huynh báo đệ rồi. Đây, kìa, nhoi nhoi ra đó. Không. Thấy không? Đây nè. Nè, chuẩn bị nè. Kìa, nguyên một bầy luôn kìa. Lấy cái lồng lẻ quá, lấy cái lồng quá. Đấy, còn một bự nữa kìa. Còn nữa, còn nữa. Ơi đẻ luôn, mọi kiến lửa kìa. Ngay lan kìa. Báo. Nó đẻ gì còn nước không đó mà. Quên. Phải tại nãy. Gì nó chu vô hoài á trời. Đây nè. Đang nãy nữa đó. Cùng mới về nó chạy không được hết chứ. Gì á? Mẹ cái cây đâu? Có cây đậu nó đáng siêu. Ôi xe ai vô kìa. Trời ơi mấy thằng nó chạy qua nó bắt buộc nữa chứ gì. Nó bắt mình thì mình chạy. Em là em chạy không nổi. Còn. Còn. Hồi nãy thấy chuột chuột cái đuôi nằm bên đây mà sao nó chạy qua nó hay trời. Còn hai con chuột nữa nữa. Còn mấy cái đuôi chuột nhỏ nhiều lắm. Vậy mình nào lại mình đấu lỗi đâu. Không. Coi cách kỹ trời. Còn bầy con nữa. Nãy đang nhận cái hang này rồi. Chạy đường hang miệng đó ba. Hang miệng đâu hang này nè. Đó này nè. Đó đó. Bắt lại đây, bắt lại đây còn bầy lứa nữa. Còn bầy lứa nữa. Báo hai trong sau nữa rồi. Báo hai vợ chồng tao nữa. Đại gia đình của tao nữa. Corona nhà hãy đỡ chui vô F0 mà chạy lại hỏi tao có bị gì không. Bắt cái ly chưa đầu tới rồi đấy phải không. Ừ. Đó chạy ra đừng có ê quên. Quanh đây nè ba ơi. Nó chạy ra đường chừa đường ấy mà. Ném cái lỗ đó lại rồi mà. Đó. Đó.
bứng vậy? Bứng á. Bứng cái nào? Đây nè. Cái này hay cái đó? Cái này chuột bự nè. Sao? Chuột bự nè. Sao à? Sắm đuôi. Sắm đuôi gà từ từ tới đầu đó. Em chuột nữa. Con sắn vậy nó chết sao? Chết rồi chết. Gà từ từ á. Cái đen cái đấy. Đồ. Ông thợ thấy thương. Những chục mẻ quá hay này. Mà con đập cái này nó đuôi kén vậy. Chết. Còn ngoài đằng này bít trơn rồi mà. Trời ơi trời nó gút ấy, nó gút. Nó nhiều dữ. Nó chen ra nè nè lại bắt đây. Ê ông nó chạy ra nè nè. Gọi rồi lại bắt coi, ông sợ kìa. Chết mày vậy ta. Ê. Ê, ở đây nó nhóc ở chừng mà. Ê, nhiều lắm đó. Khoan, khoan. Rồi bỏ bên đây nè, bên đây nè. Ê. Trời ơi, con này nó. Ê, ê, kìa kìa. Quỷ này bắt rồi, rồi đi. Nè mày ơi, chạy đi mày. Con được mẹ đó. Còn nó đóng luôn kìa. Con nguyên bày luôn rồi. Ê, ê, ê. Đâu hả? Trời ơi, ơi đấy, từ từ tôi bắt được rồi. Nhúng nhớ. Nè. Nguyên bài luôn. Ôi, cài cài. Kìa, cho kìa, cho kìa. Chục mẹ đâu? Chưa, còn kìa kìa, chục mẹ trong á. Đuôi khứ ếch kìa, cái đuôi khứ ếch kìa. Thôi, loài gà. Ôi, 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 còn bên trong con. Nè, nè, con chụp cho con cái này. Rồi, buông đi. Còn con nữa đó, đang từ từ. Nè nè. Đó, còn chừng nhỏ nữa, chụp lấy. Cái hoài. Ê con đang nó lự ra nè. Ê. Có chuột bị đây không? Ở đây đây. Còn chuột con. Chuột con đó hết rồi. Chuột con nhỏ. Ê nó cút bên kia nó kìa. Đây đây đây. Đây. Nó đi đường này, nó đi đường này. Dạ. Phải điếm nãy bao nhiêu con nhờ? Quay chục như nó có mối. Má bự. Ê chục. À. Còn chục mẹ đâu? Chục mẹ mất rồi đó. Hết rồi. Để sao nó còn con chục bự gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Còn hang đây nè. Nè nào? Đây nè. Nè đi. Thôi cầu quay, cầu quay. Thôi, có. Cầu quay. Cầu quay. Cầu quay. Phải không? Cầu quay, cầu quay. Thế có bánh nghỉ nè. Lại quay cái bánh nhưng mà đi. Đi. Tới công chuyện nữa rồi. Ây da. À. Cài quá, cài tự mình hai mặt. Đâu hả? Đi phải không? Đang bên đây nè. Dạ, cài mắt quá rồi. Trời ơi, con chuột nó chạy ra nè chú. Nhét nó vô đi.
8 cái số. Đây. Đấy. Dừng á. Đâu bự chứ. To. Không chết không, không chết. Ta cũng chết luôn, cũng chết. Đào ngọt cũng chết luôn. Ngọt chết á. Nó quay ngược lại ngón trò bên ấy của anh rồi. Trời ơi. Ừ đúng rồi đó. Đó không hả? Cuối cùng rồi. Thành tích. Được như đây, đi vô, nghỉ khỏe. Được như chuột đó, đi vô. Nè mấy con bự chết vậy, con nào sống được? Đây chuột bắt rồi chưa, đây giật lộn rồi chưa, nhào đùng đùng đùng, giờ đem về có chuột nướng ăn. Bắt chuột rồi bay như phim Hồng Kông. Đây quay đây là chuột. Thằng lặn nước. Nghe thằng lặn nước nha nè. Hello mọi người. Hồi sớm thì bắt chuột xong rồi, nướng xong rồi, giờ ăn thử rồi review cho mọi người nha. Mấy người kia hồi sớm đi bắt mà về hết rồi, không có ai ở đây hết trơn, nó đuổi về hết rồi. Chết già. Để ăn thử rồi ngon không nha. Ăn cái đùi trước đi. Hiểu ứng âm thanh. Trông như mưa ớt chanh. Trông như mưa ớt chanh. Siêu cay, siêu to. Siêu cay. Mời mọi người nha.
quá. Ăn thì chả không biết không. Khá là được ăn. Em như cái mũ ớt này cà cà ha. Hồi cái clip mình tới đây cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Xin mọi người đăng ký kênh, like kênh, ủng hộ kênh Tứ Quỳnh của mình nha. Bye bye mọi người. Lúc quay quay vlog không có ai hết. Tới kêu gọi một cái. Hello mọi người. Bắt được về rồi mở tiệc nha. Action. Ê, đào chuột. Ai nhìn đào chuột, đó là đứng nhìn chuột. Ăn cái lùi cho mọi người xem.